Mẹ làm dưa yêu can nhé. Cá thơm nhỉ, mọi người thấy mùi thơm không? Quả dưa chín thơm nhỉ. Nhạt đúng không? Nhạt. Nhạt lắm, tí mẹ muốn tí mẹ bỏ đường ra. Tan không? Nhá ra mà. Con cầm đấy. Cầm đi, cầm đi. Tự cầm lấy để mẹ làm. Nhá. Không được ấy, không được, không được, không được, không không lấy giấy được. Không, giấy. Đấy. Mẹ bóc vỏ này. Đợi mẹ một tí nha. Mẹ bóc vỏ nó ra nha. Xong rồi mẹ dầm thành sinh tố cho bu ca ăn nha. Nhỉ. Rồi ngồi im, ngồi im. Ta không bịt giấy nữa, để giấy vào miệng. Lại bốc ăn. Nhạt lắm. Lát mẹ pha thêm đường mới ăn được. Chưa được. Thơm quá nhỉ. Quả dưa này mùi thơm quá. Ê, không được, không được, tí nữa, tí nữa. Làm gì? Đó. Làm gì đấy? Tôi đang làm gì đấy? Ô. Thôi. Im, im để mẹ làm. Đường vào nhỉ. Đường vào nhỉ. Cho ngọt nhỉ. Chưa được ăn món này bao giờ đâu. Làm gì đấy? Đó, 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 đó. Sắp xong rồi. Để múc cho bát cho Buka nhé. Cầm đấy kìa. Đúng rồi. Nào, Buka thử nào. Ngồi im nhỉ?
đi. Ngon không? Ngon không? Tự sức đi. Mình sức ăn đi. Thích không? Ngon đúng không? Rất là người đấy. À, bên này lấy ra nhiều này, hơi rất là nhiều nhé. Lấy đi nhé. Nước chụp chụp. Ngon quá nhỉ. Gà thích không? Gà thích món này không? Đây là bát của mẹ nha. Ui trời. Để hết trên bàn đi. Con ăn đi. Ngon không? Ngon đi nhỉ. Ồ, cái lưỡi kìa. Ôi trời trời trời. Bánh đấy. Ngon tuyệt vời, đúng không? Ngon đúng không? À, nước to này. Còn dính vào miệng. Ngon không?